Em xin chào tất cả các bé đã quay trở lại với kênh YouTube của Ngọc Huy Audio. Thì trước mắt các bé đây là một cái bảng mạch phân tầng. Thì cái bảng mạch này là một cái bảng mạch bên em nhập hàng về từ nhà máy, nên các bé yên tâm về cái chất lượng của nó. Tại vì những cái linh kiện, phụ kiện ở trên đây đều rất là chất lượng, rất là tốt. Thì cái bảng mạch này em cũng đã làm clip giới thiệu rất là nhiều rồi, cũng như là em cũng đã test chất âm của nó. Thì ở video clip ngày hôm nay em sẽ giới thiệu lại, cũng như là dành cho các bé nào mà mới theo dõi kênh của em, hoặc là đang tìm một cái bảng mạch phân tầng mới để về để lắp vào cái thùng loa của mình để nghe hay hơn. Thì đây là cái bảng mạch 3 đường tiếng. Thì cái bảng mạch này nó sẽ dùng tốt cho bát 30 đổ về, cũng như là các bác đang có cấu hình loa tương tự như là một bát, một chung và một chép, thì các bác có thể tham khảo thêm cái mẫu này. Cũng như là các bác nào mà đang sử dụng một bát và hai chép thì cũng có thể sử dụng được. Đấy, thì như các bác thấy trên mặt đây có tới tận hai cái cuộn cảm. Hàng nhà máy là về từ cái chất lượng dây đồng ở trên đây, cũng như là về những cái con tụ nè, cũng như là cái cầu chỉ chống cháy này đều rất là tốt, có thể đảm bảo được cho các bác là về cái tuổi thọ của loa của mình nó sẽ lâu hơn, cũng như là về cái chất lượng tách bạch từng dải của nó sẽ lọc đi những cái tạp âm không đáng có, nó sẽ cho ra cái từng dải của những cái thùng loa của mình. Thì thay vì các bác sử dụng những cái con tụ cho những cái chiếc loa của mình thôi, thì các bác cũng có thể tham khảo thêm để về để lắp thêm một cái bảng mạch phân tầng dành cho những cái loa của mình, nó sẽ nghe hay hơn nè, cũng như là có thể đảm bảo được cái loa chép của mình, những cái thiết bị loa của mình sẽ tăng cái tuổi thọ nhiều hơn. Thì đây, trên đây nó sẽ có tận 3 con tụ, tụ 2.2, tụ 6.8 tới hai con tụ 6.8 và hai cái cuộn đồng. Đấy, nhìn rất là đẹp. Và trên mặt đều có những cái đường để cho các bác nào mà có thể về thì có thể tự đấu tại nhà. Thì em sẽ giới thiệu từng đường để cho các bác có thể nắm rõ hơn. Thì median này, đây là cái đường chung dành cho loa chung. Thì trên mặt vẫn có những cái ký hiệu cộng trừ để phân biệt âm và dương. Và đường loa bass vẫn có ký hiệu cộng trừ. Đường loa chép, đường input này các bác sẽ đấu vào cái thùng loa của mình, hoặc là có thể đấu trực tiếp vào ampli đều có thể sử dụng được. Và đây là cái cầu chì chống cháy. Đây, và em sẽ đo cả kích thước của cái mạch phân tầng này để cho bác nào mà đang muốn tìm để xem có vừa cái thùng của mình hay không á, thì cái chiều dài của cái bảng mạch phân tầng này sẽ là 13 cm, và chiều ngang để tầm khoảng 8.5. Đấy. Thì các bác sử dụng những cái bảng mạch phân tầng ở bên em á, thì bên em sẽ hỗ trợ cho các bác. Thay vì các bác về nhà đấu những cái sợi dây điện vào những cái bảng mạch phân tầng này, thì cái âm thanh chất lượng của nó truyền tải khi qua loa nó sẽ không khó hay lắm. Thì bên em hỗ trợ cho các bác là sẽ hàng sẵn những cái dây, những cái dây này nó chuyên về những cái thiết bị loa của mình đó, nên về cái chất lượng truyền tải của nó sẽ rất là hay, được nhiều anh em đánh giá rất là tốt khi sử dụng những cái sợi dây này ở bên em. Đấy. Và một cái cặp mạch phân tầng AB503 sử dụng 3 đường tiếng, một bát, một chung, một chép, dùng tốt cho bát 30 đổ về. Bên em hiện tại vẫn giữ nguyên giá là 480.000 trên một bộ là một cặp. Thì bên em sẽ hỗ trợ cho các bác là hàng sẵn những cái đoạn dây này, các bác về chỉ có việc đấu vào những cái loa của mình thôi là có thể sử dụng được. Thì các bác có thể liên hệ với một số điện thoại là 0935 980 281, đó cũng là số Zalo của em, hoặc là các bác có thể đến địa chỉ trực tiếp là 134/26 đường Nguyễn Thị Thập, phường Bình Thuận, quận 7. Thì các bác có thể đến mình sẽ tư vấn chi tiết hơn về những cái sản phẩm ở bên em. Cảm ơn các bác đã theo dõi video của em.